mới cứu có cha lần mà cha lại vô lần ám bơi ăn trình mày. Vốn là người tài hoa, mỗi khi vui hay buồn, nghệ nhân Si Múc đều cất lên tiếng hát với tâm trạng cảm xúc chân thật, giản dị như chính con người mình. Giữa không gian khoáng đạt, tiếng hát của nghệ nhân Si Múc càng ngân nga vang vọng, hòa điệu cùng tiếng đàn gong dịu dặt, tạo nên một âm điệu thảnh thơ như gió, như mây. Lời ca tự sự về cuộc sống, về tình người, tiếp biến qua các thế hệ đã được ông thể hiện đầy tình cảm, mang đến cho người nghe cảm nhận về âm nhạc dân gian với những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Những làn điệu dân ca này tôi được cha mẹ truyền dạy lại. Tôi cũng học chế tác đàn gong và có thể trở thành thạo nhiều bài hát. Tôi nghĩ mỗi người đều có thể đóng góp công sức để giữ gìn văn hóa bằng những cách khác nhau. Đặc biệt, thế hệ sau này càng cần phải giữ gìn văn hóa. Con thích nghe ông hát lắm. Ông đàn hát rất là hay. Con sẽ giữ gìn văn hóa của dân tộc mình. Còn đối với nghệ nhân Đinh Gia, được nhiều người biết đến với khả năng kể hơ mon, sử thi. Dù đã qua 86 mùa trăng, nhưng ông vẫn nhớ như in những bài hơ mon do các thế hệ trước truyền lại. Từng là cán bộ xã nên ông càng hiểu rõ, chỉ có sự trao truyền giữa các thế hệ mới giúp giữ lại những giá trị quý báu mà ông bà để lại. Chính vì vậy, ông thường xuyên tập hợp bà con trong làng đến nhà mình để nghe ông kể hơ mon, để cùng nhớ lại những câu chuyện xưa cũ. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng kể hơ mon đỉnh ngân vang trầm bồng như mang cả chứng tích của thời gian được cất lên, khiến người nghe như lạc vào một thế giới huyền hoặc, như tiếng xưa vọng về, như được gặp gỡ, sống lại truyền thống của thế hệ cha ông. Hơ mon dù hơ mon nếu mà hát liên tục á phải 4-5 ngày luôn, 4-5 đêm luôn. Hơ mon á cũng như là cái chuyện của lịch sử. Thế bây giờ là lịch sử là nói chung là nhớ lại hồi xưa, yêu cầu vẫn đứa nhỏ phải nhớ lại. Sau khi tôi nghe được mẫu chuyện của cụ kể thì tôi tâm đắc được một câu chuyện của thời xưa, mẫu chuyện của thời chiến tranh mà nội bộ bộ lạc của họ đã gây dựng nên. Tôi rất thích và cảm xúc về các vấn đề mà ông kể. Tôi mong sau này ông sẽ truyền đạt được cho những con cháu sau này, và con cháu sau này sẽ được phát huy và tôn giữ những cái bản sắc. Hiện nay tỉnh Gia Lai có tổng cộng 32 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, và còn rất nhiều cá nhân có nhiều cống hiến trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa. Những giá trị văn hóa của dân tộc luôn được lưu giữ trong tâm thức và trí nhớ của những con người tài hoa ấy, để rồi chính họ lại gắn bó cuộc đời với sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa dân gian được lan tỏa sâu rộng. Từng câu chuyện, từng câu hát được truyền dạy mộc mạc, nối tiếp qua các thế hệ. Nguồn mạch văn hóa ấy cứ được tiếp nối, trao truyền một cách rất tự nhiên. Các nghệ nhân đấy chính là cái hạt nhân, là cái nòng cốt, là cái bộ phận quan trọng nhất của một nền văn hóa dân tộc. Bởi vì chúng ta nói về văn hóa dân gian của bất kỳ quốc gia nào hay dân tộc nào cũng phải nói đến con người. Mà tất cả những cái tinh hoa, những cái giá trị tiêu biểu nhất của một cái nền văn hóa đó thì nó tự chung, nó lắng đọng lại ở trong mỗi cá nhân, nghệ nhân. Nghệ nhân dân gian hay là nghệ nhân sống ấy là những cái kho báu mà nó một đi không trở lại. Vì sao? Bởi vì khi mà các cụ mất đi ấy, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta mất luôn cái vốn văn hóa mà họ đang lưu giữ như vậy. Cho nên cái vai trò của họ là vô cùng quan trọng và không thể thay thế. Chúng ta giữ được nghệ nhân thì chúng ta giữ được cái nền văn hóa thật sự. Theo dòng chảy của thời gian, cuộc sống ngày càng hiện đại, việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong hành trình bảo tồn và lưu truyền văn hóa, những nghệ nhân như những truyền nhân, những cây đa của buôn làng đang ngày đêm miệt mài trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ. Sự dày công và tâm huyết của họ góp phần tạo nên một mạch nguồn tuôn mãi của dòng chảy văn hóa từ truyền thống đến hiện tại và tương lai. Với họ, những báu vật nhân văn sống buôn làng là máu thịt. Với buôn làng, họ chính là linh hồn.